Xin chào các bác chị em ha. Hôm nay em quay cho các bác chị em tham khảo cái động cơ con này ít xăng BD30 quá nha. Con này máy cơ giới quá chị em, cho nên nó không có như là những con máy phát điện mình tháo ra các bác chị em. Đấy. Các bác chị em có nhu cầu gắn xe đào, xe cốt, xe ủi, xe lưu gì đó, xe ben gì đó, thấy động cơ nó phù hợp thì mua ủng hộ bên em con động cơ này ha. BD30 thì nó bét kim quá nha, bét kim ha. Đấy. Đẹp quá quá nha mày. Con này nói về dòng cơ giới thì nó là đã quá đẹp rồi, còn nói về phát điện thì nó không bằng được các bác nha. Phát điện thì nó nằm trong thùng kính, cho nên là nó những nước sơn, những ốc tán nó còn mau mè hơn. Còn đây là những con cơ giới thì nó bị xuống nhẹ quá nha em ha, nhưng mà nó cũng còn khá là xuất sắc. Đấy. Rồi, em đề máy cho bán chị em tham khảo nha. Đấy. Rất là đã quá nha ha. Con này thì khỏi chê, chất lượng khỏi chê rồi, nó đẹp long lanh tới cỡ này thì chất lượng khỏi chê rồi. Đấy. Thôi một lần nữa em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Các bác chị em nào mà xem kênh chưa đăng ký kênh á, thì các bác chị em bấm đăng ký kênh ủng hộ giùm em ha, để một khi mà em có một con máy đẹp chất lượng thì em đưa lên trên này, các anh chị em có thể bấm vào xem để mình biết thêm nhiều con cái động cơ. Đến khi mà mình mua với chị em thì mình đã rất là tìm hiểu rất là nhiều động cơ rồi, cho nên các anh chị em sẽ an tâm hơn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo.